Hello cả nhà, hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cài đặt cái đồng hồ thông minh con H9 Pro Gen 4 bản mới nhất trên thị trường bây giờ nhé. Đây là hàng mới, chuẩn series 9 nhà áo vắt này. Phiên bản này nó sẽ là cái size 4445 nhé. Thiết kế màn AMOLED đầy đủ các tính năng tiện ích trên này. Nghe gọi hai chiều đồng bộ thanh bạ, nhận full thông báo tin nhắn đến văn bản dài đẹp không lỗi phông, không nhảy dòng, không cách chữ nhé. Phân vùng tin nhắn đến từ nguồn nào. Hàng chuẩn series 9 nó sẽ có cái tính năng nổi bật gì? Ở đây nó sẽ có tính năng là đầu tiên là phiên bản mới nhất này, chưa có dòng nào có nha. Điều khiển bằng cử chỉ, áp tay nhận cuộc gọi, lắc tay nhận cuộc gọi. Đó, thêm nữa là có cái so với Gen 1, Gen 2, Gen 3 thì các bản khác Gen 1, Gen 2, Gen 3 nó không có cái nút Bluetooth này. Nhưng cái phiên bản này có nút Bluetooth, nó chủ động hơn. Đó, thích mình bật, không thích mình tắt đi. Chứ nó không phải là như chế độ mà tự động kết nối, tự ngắt kết nối như cái bản Gen 1, Gen 2, Gen 3 đâu ạ. Cái phiên bản này nó sẽ có thêm cái kháng nước tốt hơn nhé. Kháng nước IP68 có tính năng đẩy nước, thoát nước này. Có tính năng đẩy nước thoát nước cho em. Đó, và thêm cái ChatGPT cũng nâng cấp lên bản 2.0, vừa hỏi đáp vừa sáng tạo cho mình. Nó màn đẹp mượt thời trang nhé, giao diện đẹp mượt thời trang hơn so những bản Gen 1, Gen 2, Gen 3. Đó, phiên bản này thì nó có nhiều giao diện mặt đồng hồ, thay thay avatar hình nền cá nhân này, các giao diện mặt của nó đây thì có thể thấy được là nó rất là đẹp nhé, full tràn viền cho em, long lanh luôn, size 45 rồi. Khi mà để trước khi đi vào cài đặt thì em sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt một số cái thông tin cơ bản nhé, cài đặt một số thông tin cơ bản về máy trước đã. Chưa cần kết nối, chưa cần kết nối nha. Thì mình để tiết kiệm pin cho máy á, thì mình cài đặt những cái chỉ số như thế này cho em vào mục cài đặt cho em này. Mục cài đặt này, xong chọn cái mục mục này nhá. Hiển thị và độ sáng, cái này cái tính năng mọi người hay sử dụng. Nó để chế độ màn hình sáng ở mức 2 hoặc mức 3 thôi, bởi vì con này màn nó là màn AMOLED, ánh sáng màn hình rất tốt, để mức này thôi là anh chị đủ sử dụng rồi. Đó, còn chế độ các chế độ khác là vào đây kiên chờ AOD để chế độ màn hình chờ luôn sáng ấy. Đó, mình gạt lên cho em là được. Gạt lên luôn luôn này. Đó, thì nó sẽ hao pin hơn bình thường đấy, cho nên khi nào đi đâu đấy cần thì mình hãy bật đi nhá, không cần mình tắt đi cho em, không cần thì mình tắt đi cho em. Đó, nghe gọi thì các tính năng về cài đặt của nó thì em sẽ hướng dẫn sau, nhưng mà bây giờ quan trọng là mình phải chế độ tiết kiệm pin, với rất nhiều người để chế độ tiết kiệm pin xa, với lại cái cỡ chữ đây tùy theo cái nhu cầu mỗi người mình chỉnh nhá. Thời gian tắt màn hình để chế độ là 5 giây cho em thôi, 5 giây thì nó tiết kiệm hơn nhá. Thời gian thức dậy, cái này quan trọng này, để chế độ luôn luôn cho em nhá. Nhiều người để 15 phút là sau khi có những cái lúc mình khóa máy ấy, có những lúc mình khóa máy thì 15 phút sau mở nó mới lên. Đó, mình chọn cho em về chế độ màn hình thức dậy là để chế độ luôn luôn nha. Rồi, còn cái những cái mục cài đặt tăng giảm âm thanh âm lượng thì vào đây thôi, nó đơn giản thôi ạ. Đó. Thêm nữa là độ rung. Cài đặt điều khiển bằng cử chỉ vào đây nhá, mật khẩu vào đây xem này. Rất nhiều tính năng. Đó, ai mà thích cái giao diện dynamic ấy thì mình bật cái đảo thông minh này lên. Đảo thông minh là cái giao diện dynamic thì khi nào mà có cái ứng dụng gì đang chạy ngầm ấy, nó sẽ báo trên cái giao diện hoạt động của mình nhá. Sau đây em sẽ hướng dẫn cho mọi người kết nối cái đồng hồ này nhá. Để mà kết nối được với đồng hồ với điện thoại thì anh chị trên điện thoại anh chị tải cho em kể cả hệ điều hành Android hay iOS cài như nhau nha. Anh chị tải cho em cái ứng dụng Wear Fit Pro. Sau đó là trên cái đồng hồ này này, anh chị bật cái nút Bluetooth lên, nhấp vào cái nút dẹp này, sau đó bật cái biểu tượng Bluetooth lên nha. Trên điện thoại thì vào cái app Wear Fit Pro trên, sau đó sang mục trang thiết bị này, mục trang thiết bị bên trên nó sẽ có mũi tên ba chấm. Đó, nó có ba chấm, dấu ba chấm này, ông sổ xuống chọn vào đó, sổ xuống chọn cho em thêm thiết bị nhá. Thêm thiết bị nó sẽ tự dò ra các thiết bị có sẵn ở đây. Trên bàn của em nó quá nhiều đồng hồ thì các anh chị chỉ khi mà anh chị chỉ có một cái đồng hồ nó sẽ dò ra luôn là H9 Pro cộng. Đây của em có hai con, nhưng của em nó sẽ là cái mã này nhá, mã này. Bấm kết nối vào cho em. Bấm kết nối và để yên nhá, để yên nó sẽ tự ghép đôi đây. Trên đồng hồ nó hỏi có ghép đôi hay không, mình bấm OK vào. Đó, kết nối đây. Anh chị thấy không ạ? Cái bản này tất cả nó đều có âm thanh, kể cả tin nhắn đây nó cũng có chuông, rất là hay. Đó, bấm thực hiện cho em. Nó hiểu rồi này, bấm hiểu rồi này. Đó, không nâng cấp nhá, không nâng cấp, vì cả cái phiên bản nâng cấp nó hay bị nhiều khi mình ứng dụng của Việt Nam mình nó không tương thích hết, nâng cấp là nó hay bị đơ máy này anh chị, bỏ qua tính năng nâng cấp cho em nhá. Đừng có nâng cấp ạ. Đó, sau đó là mình sẽ vào cho phép hiển thị thông báo tin nhắn này. Đó, sau đó mình sẽ vào các cái tính năng khác ở đây gồm có những cái gì. Đó, thứ nhất là vào cái cài đặt hình nền nhá, cài đặt hình nền. Ở trên này trên app này cái ứng dụng nó hay mất tiền, cái hình nền ứng dụng nó hay mất tiền, mình thay hình nền cá nhân thôi. Đó, nền tùy chỉnh này. Đó, xong bấm vào tập ảnh, bấm vào tập ảnh cho em. Tải ảnh lên, ví dụ đây mình bấm thích ảnh gì mình tải lên nhá. Đó, ăn mua ảnh hoặc là chụp ảnh sẵn ở đây em đã tải sẵn này. Mình thích thay hình nền thì mình chọn hình nền nào đó mình thay, nhưng mà muốn tải lên mình phải bấm vào đây. Nó nổi lên đã. Đó, cho nó nổi lên đã. Đó, các anh chị thì không ạ, tin nhắn của đồng hồ này nó có chuông ấy, nó tinh một cái luôn ấy, rất là hay. Đó, sau rồi mình bấm vào cài đặt thôi nhá. Bấm vào cài đặt là xong. Còn cái hình nền menu này là cái giao diện hình nền mà chìm bên trong giống như cái điện thoại mình á. Nó có cái hình nền menu thì anh chị có thể biên tập, anh chị có thể thay thế nhá. Đó, còn các tính năng khác ví dụ như là thông báo, về thông báo anh chị bật hết lên. Đó, bật bật lên nhá. Những cái gì thông báo gì anh chị bật hết lên cho em nó mới nhận đủ. Không là không bật, trên này nó không bật, nó không nhận được đâu.
Trong trường hợp mà anh chị kết nối không tìm kiếm được thiết bị thì chắc chắn nó nằm ở Bluetooth này. Anh chị không được tự dò vào Bluetooth nhé, anh chị không được tự dò vào Bluetooth trước như tai nghe đâu, đồng hồ nó không như tai nghe. Anh chị phải kết nối từ app trước. Còn nếu như đã lỡ tự nối như thế này thì anh chị phải bấm vào đây, quên thiết bị đi, thì sang app nó mới nhận quay lại. Nếu như trong trường hợp mà kết nối mà tìm không thấy thiết bị thì mình phải quay lại làm như thế nha. Đó, còn cái mục thông báo tin nhắn nhé, trên app mình đã mở rồi, nhưng trên điện thoại các anh chị phải hỗ trợ cho nó nhận được thông báo tin nhắn, thì anh chị phải bấm vào mục thông báo này. Sau đó là để cái chế độ mà hiển thị màn bản tin xem trước luôn luôn, thì các anh chị mới đọc được tin nhắn này. Sau rồi muốn đọc cái tin nhắn của Messenger với tin nhắn của Zalo, anh chị cũng phải cài nhé. Những cái tính năng này có những anh chị là đây, có những anh chị là không để cái tính năng đọc bản tin xem trước đâu, với lại là không cho phép thông báo đó. Ví dụ ở đây nó phải cho phép thông báo này. Điện thoại của mình mà không cho phép thông báo thì đồng hồ nó sẽ không nhận được. Tất cả các những ứng dụng đều như thế nhá. Anh chị thích về thông báo về Facebook hay Zalo hay Messenger, các anh chị phải làm như vậy. Chắc chắn phải cho phép nó đọc bản tin, chắc chắn phải cho phép nó đọc thông báo, thì cho phép thông báo ở thiết bị khác thì nó mới ok. Nghĩa là vừa cài đặt trên điện thoại, vừa cài đặt trên ứng dụng. Trên ứng dụng là cái gì ạ? Trên cái app của mình này này. App này, app VIP Pro, cái mục thông báo này, thì anh chị bật hết lên thì mới ok được, ok chưa ạ? Đó là tính năng về tin nhắn, nó rất rất là quan trọng nhá. Với cái tính năng về kết nối, rất nhiều anh chị kết nối không được là do anh chị tự nối vào Bluetooth. Nếu đã tự nối thì mình phải điều chỉnh, mình phải quên thiết bị đi, sang app nó tự dò ra ngay. Đó, rồi các cái tính năng khác như báo thời tiết này, hoặc là những cái tính năng cài đặt đồng bộ danh bạ nhá, đồng bộ danh bạ cũng quan trọng. Đó thì anh chị vào mục cho em là mục liên lạc thường xuyên. Đó. Các anh chị không bấm đồng bộ này nhé. Đồng bộ tại vì cái SIM số theo cái điện thoại của mình á, nó mấy trăm số làm sao cái đồng hồ nó tải hết được. Anh chị bấm vào chỗ thêm thêm này cho em. Đó, bấm chữ thêm nhé. Đó, những người nào mà mình hay liên hệ thì mình thêm lên thôi. Đó, mình thêm lên thôi cho em nhé. Đó. Còn mình không bấm đồng bộ, nhưng mà riêng đối với hệ điều hành Android ấy, cái tính năng đồng bộ trên bạn nó không cập nhật được đâu ạ. Bỏ qua giúp em nhé. Thì khi gọi đến gọi đi nó vẫn hiển thị bình thường, nhưng nó hiển thị số. Đó, chụp ảnh từ xa này, các thiết lập khác này, các mặt đồng hồ của Face ID ấy, thì mình có thể thay đổi đây nhá, tùy mình chọn cho em. Rồi âm nhạc này, muốn tải nhạc lên thì mình thêm nhạc cho bộ điện thoại. Trên điện thoại mình đã có mục nào tải về, mình phải tải nhạc về rồi mình mới lót lên được nhá. Chứ còn nếu như mình trên điện thoại mình không có nhạc là trên đồng hồ nó sẽ không lót lên được. Còn đây là nhạc có sẵn của nhà sản xuất rồi đó. Các anh chị đừng bấm vào cái chương trình nâng cấp chương trình cơ sở này nhé, nhìn nhiều khi nó gây đơ máy đấy, vì nó nhiều khi nó không tương thích đó. Đây là cái tất cả các bước đã hướng dẫn cho mọi người rồi đó, kết nối rồi, nghe gọi, nhận tin nhắn, theo dõi sức khỏe, tập luyện dùng thao, thì anh chị có thể vào đây đó, các chế độ tập luyện dục này, cần cái gì mình bật lên cho em nha. Còn một cái mục quan trọng nữa là tính năng ChatGPT. ChatGPT thì ở đây nó có hai trường hợp. Nếu như anh chị nào dùng hệ điều hành Android với iOS nó dùng khác nhau. Ví dụ như Android ấy, thì có thể bằng ngôn ngữ tiếng Việt được, nhưng iOS thì mình có thể là phải nói bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung đó. Cho nên là những anh chị nào dùng Android ấy, thì anh chị có thể nói trực tiếp trên đồng hồ. Còn nếu anh chị nào dùng iOS thì anh chị phải chat nhé, mở cái ứng dụng ra. Nó là ứng dụng hoàn toàn miễn phí, nó chính là cái ChatGPT này, nằm trong mục nhà, một trang thiết bị thì để cài đặt nhé, mục nhà này có cái ChatGPT. Chị bấm vào đây, anh chị hỏi để hỏi nó bất cứ cái gì nó cũng thể trả lời. Ví dụ như là tòa nhà cao nhất thế giới đi. Đó, ví dụ như thế thì nó sẽ có đáp án trả lời cho chị. Đây là một cái ứng dụng cực kỳ hay luôn, bởi vì là nó sẽ cho mình cái kết quả khá là chính xác, nhanh. AI mà, AI nó sẽ trả lời cho mình nhá. Đó, rất là hay. Rồi bây giờ em sẽ test cái tính năng ChatGPT trên hệ điều hành Android cho anh chị tham khảo nha. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mọi người ChatGPT trên cái hệ điều hành Android nhá. Muốn ChatGPT thì cái tính năng về âm thanh côn ấy, anh chị phải kết nối được rồi, ví dụ phải nghe gọi được rồi thì mới gọi được, mới có thể ChatGPT được. Anh chị vào mục ChatGPT này, anh chị bấm vào hỏi đáp thông minh và mình dùng nói nhá. Mình nói thì mình nói chuẩn, ngắt âm, ngắt chữ chuẩn cho em. Tòa nhà nào cao nhất thế giới? Đó, ví dụ như Android thì có thể nói bằng ngôn ngữ được, chứ còn hệ điều hành iOS thì nó sẽ không nhá. Đây, trên này nó sẽ trả đáp án cho anh chị luôn này. Đây, tòa nhà nào cao nhất thế giới này, nó sẽ trả đáp án cả trên đồng hồ và cả trên điện thoại cho anh chị. Còn nếu như Android thì nó dễ, còn iOS ý, thì anh chị tra trên app cho em như em vừa hướng dẫn nha. Nó kết quả rất chính xác, cái này vô cùng tiện lợi cho những bạn nào học sinh sinh viên. Những bạn nào học sinh sinh viên mà đi học cần cái kiến thức về học hành ấy, mình có thể hỏi thôi, tiện lợi vô cùng luôn. Đó, các anh chị có thể tham khảo dòng này cho em nhé, rất là xuất sắc. AI nó là một công cụ mới, thậm chí là mình có thể nghe nhạc được trên đồng hồ, đến rất nhiều tiện ích khác nhau.
Rồi anh chị có vướng mắc gì thì chat số Zalo trên cái đường link em ghim này nhé. Đó, mua hàng thì chat Zalo giúp em gửi link mua hàng. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.